Rất vui được gặp lại các khán thính giả thân yêu của Hồ Xanh Kiến Thức. Bạn thân mến, tên lửa truyền thống giá hàng trăm ngàn cho đến cả triệu đô la Mỹ, có khả năng bay nhanh, mang theo lượng thuốc nổ khổng lồ cùng khả năng khó bị bắn hạ, từng là mũi nhọn của bất kỳ cường quốc quân sự nào trên thế giới. Tuy nhiên, trong chiến tranh quân sự đặc biệt giữa Ukraine và Nga xảy ra từ đầu năm 2022 đã cho thấy sức mạnh và khả năng cơ động trên chiến trường của loại khí tài mang tên máy bay không người lái UAV, sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng trinh sát, thả bom hiệu quả nhưng giá thành lại rẻ và dễ sử dụng. Có thể thấy, loại vũ khí này sẽ trở thành quân tiên phong trong các trận chiến tương lai, hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội. Hiểu được điều này, những năm qua, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã tích cực nghiên cứu và chế tạo ra những chiếc UAV của nhà trông được để cung cấp cho lực lượng phòng không Việt Nam. Công nghệ máy bay không người lái quân sự UAV đã đạt được nhiều tiến bộ trong vài thập kỷ trở lại đây. Sau chiến tranh Ả Rập Israel vào năm 1973, người Do Thái đã triển khai loại vũ khí này với mục đích trinh sát. Kể từ đó, nhiều kỹ sư của quốc gia này đã tới Mỹ, nơi có hệ thống điều khiển và động cơ tiên tiến hơn để cho ra đời nhiều mẫu drone mới. Tiếp đó, Mỹ đã lần lượt triển khai drone vũ trang tại Afghanistan và Iraq. Hiện nay, cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành sân diễn và sân thử nghiệm cho các công nghệ drone mới nhất từ các quốc gia khác nhau. Phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng các phương tiện do Iran sản xuất, chẳng hạn như mẫu drone Starhead series có khả năng mang theo tên lửa cỡ nhỏ. Trong khi đó, Mỹ đang viện trợ cho lực lượng quân đội Ukraine các drone cảm tử do nước này sản xuất. Các học thuyết quân sự về chiến tranh trong tương lai với hiệu quả của drone trong tác chiến thực tế đã kéo theo sự phát triển của các công nghệ hỗ trợ như hệ thống dẫn đường, trí tuệ nhân tạo tích hợp trong nhận diện kẻ địch và ra quyết định tấn công. Ngoài ra, cũng phải kể đến các hệ thống có khả năng ngăn chặn nguy cơ từ những chiếc máy bay không người lái này. Dù chưa đạt đến trình độ như các ông lớn về quân sự Mỹ-Nga, nhưng việc Việt Nam phát triển thành công máy bay không người lái là một bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống phòng không của nước nhà. Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển công nghệ máy bay không người lái, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nói về vai trò của máy bay không người lái UAV, Đại úy Nguyễn Khắc Tháp, Giám đốc Trung tâm Khí cụ bay, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel cho biết, trong chiến tranh, các nước dùng UAV tác chiến rất nhiều, đặc biệt sau năm 1986, khi GPS sử dụng phổ biến, thì UAV được phát triển song song cùng với hệ thống tự động nhận dạng mục tiêu. Chúng ta có thể thấy rõ trong trận chiến của Nga và Ukraine, nếu giai đoạn trước UAV chỉ đóng vai trò trinh sát, thu thập dữ liệu, thì ngày nay UAV trực tiếp tham gia hoạt động tác chiến, tức là mang theo vũ khí tấn công, chế áp điện tử. Tại Việt Nam, theo định hướng của Bộ Quốc phòng, VHT bắt đầu nghiên cứu, chế tạo UAV cảm tử từ năm 2021. Sau hơn một năm nỗ lực tự thực hiện, VHT đã nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công về nguyên lý một mẫu UAV cảm tử. Để mẫu UAV cảm tử này trở thành một sản phẩm vận hành ổn định, tin cậy, có thể trang bị là một thách thức rất lớn đối với VHT nói chung và ngành UAV nói riêng trong năm 2023. Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, sự xuất hiện của máy bay không người lái do Viettel sản xuất đã xuất hiện và nhận được nhiều sự quan tâm từ quốc tế. Sau nhiều lần cải tiến, thì chiếc máy bay của Viettel đã có những phiên bản hoàn chỉnh hơn. Máy bay không người lái UAV ST-3G có các tính năng hiện đại. Đáng kể nhất đó là việc có thể truyền tải hình ảnh chất lượng HD trực tiếp từ máy bay về, thay vì chỉ ghi hình vào bộ nhớ, hệ thống điều khiển dạng thủ công với phi công điều khiển hoặc tự động toàn phần. Hệ thống camera quan sát tích hợp có chống rung hai trục, cảm biến quang EO và cảm biến hồng ngoại IR-LRF. Được biết, chiếc máy bay này của Viettel có thể phục vụ các mục đích quân sự cho đến dân sự. Một lần bay có thể kéo dài hơn 3 tiếng trong phạm vi 50 km và trần bay tối đa là 3 km. Sải cánh máy bay đạt 3,2 m và chiều dài là 2,2 m. Khối lượng cất cánh 26 kg và thời gian bay liên tục đạt 3 tiếng trong giải vận tốc từ 70 đến 120 km/h. UAV SC-3G sử dụng động cơ đốt trong với cánh quạt đẩy là truyền lực chính. Khi đạt độ cao từ 150 m trở lên với tầm nhìn hạn chế, máy bay có thể bay tự động với lộ trình được tạo sẵn mà không cần người điều khiển trực tiếp. Hoặc trong trường hợp mất tín hiệu
thì máy bay cũng có thể đủ thông minh để vẽ được bản đồ bay trở về vị trí xuất phát. Trang bị hệ thống camera độ phân giải HD cả ban ngày lẫn ban đêm, tín hiệu được gửi về phòng điều khiển trực tiếp. Ngoài ra còn có cảm biến đo nhiệt độ, hệ thống đo khoảng cách bằng laser. Dự tính UAV SC-3G khi đưa vào sử dụng có thể sẽ ứng dụng trong nhiều loại địa hình và các tình huống khác nhau như khảo sát, vẽ bản đồ từ trên cao, khảo sát ở những khu vực địa hình hiểm trở như đồi núi hoặc phục vụ cho các nhiệm vụ cứu nạn. Viettel dự định sẽ tiếp tục cải tiến để UAV có thêm khả năng mang theo vũ khí khi hoạt động trong các nhiệm vụ trên chiến trường. Thực tế, từ trước khi ra mắt phiên bản hoàn chỉnh UAV SC-3G từ năm 2011, Viettel đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm đầu tiên của dòng UAV trinh sát là máy bay không người lái hạng nhẹ. Các kỹ sư của Viettel chia sẻ, thời điểm đó, ít người tin rằng Viettel có thể chế tạo thành công UAV SC-3G bởi đây là sản phẩm hoàn toàn mới ở Việt Nam và không nhiều nước trên thế giới có thể chế tạo được. Hơn nữa, đội ngũ kỹ sư của VHT khi đó là những người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, tài liệu tham khảo về UAV rất ít ỏi. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi, năm 2015, sản phẩm UAV SC-3G đã được các kỹ sư chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm. Đến năm 2018, UAV của Viettel đã được đưa vào trang bị trong quân đội. Một trong số đó là máy bay hạng nhẹ tầm gần UAV SC-3G do VHT sản xuất, có khối lượng cất cánh tối đa 26 kg, bay liên tục 3 tiếng đồng hồ với vận tốc lên tới 120 km/h, bán kính hoạt động 50 km, pin bền và khả năng chống chịu gió lên tới cấp 5. Thiết bị này có nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu trên biển, đất liền. Không thỏa mãn với việc máy bay không người lái chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ thăm dò, các kỹ sư tiếp tục cải tiến thêm tính năng cho dòng sản phẩm UAV trinh sát. Tại triển lãm Indo Defense 2018, Viettel đã gây chú ý với báo chí quốc tế bằng sản phẩm UAV cỡ nhỏ có tên gọi Sigra, trọng lượng 26 kg và sải cánh 3,5 m. Sigra với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng phù hợp với triển khai trong không gian nhỏ hẹp. Hiện tại, VHT đang phát triển các loại UAV cảm tử, cất hạ cánh thẳng đứng, đa nhiệm. Giai đoạn tiếp theo, VHT sẽ nghiên cứu các dòng UAV cỡ lớn mang vũ khí. Mục tiêu đến năm 2025, VHT sẽ phát triển các dòng UAV tiến gần với thế hệ thứ tư, sở hữu những công nghệ hiện đại nhất thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, Trung tâm UAV đã đề ra những giải pháp rất cụ thể. Về nhận thức, Trung tâm xác định UAV là một loại vũ khí có yêu cầu rất cao về độ tin cậy, ổn định trong hoạt động. Ngày đêm, điều kiện môi trường khắc nghiệt, mưa gió, tác chiến điện tử, chỉ một lỗi nhỏ đều gây tổn thất lớn. Vì vậy, toàn bộ cán bộ, kỹ sư nghiên cứu UAV phải xác định độ tin cậy, ổn định của sản phẩm là trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành động. Tất cả các thành phần hệ thống từ đơn giản đến phức tạp đều phải được kiểm soát chất lượng, độ tin cậy. Về nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm, Trung tâm xác định tiêu chuẩn hóa ngành UAV từ thiết kế hệ thống đến sản xuất vận hành trên cơ sở tiêu chuẩn hàng không và quân sự như STANAD, MIL-STD, DO. Định lượng điều kiện hoạt động của UAV từ đẩy trang bị CCDC, phương tiện đo để đánh giá tối đa sản phẩm trong lab, dưới mặt đất, trang bị cảm biến để thu thập đầy đủ trạng thái hoạt động của UAV để cải tiến, nâng cao tính năng, độ tin cậy của sản phẩm. Về tổ chức điều hành, Trung tâm UAV sẽ tập trung nguồn lực với công nghệ, con người của VHT cho ngành UAV trên các mảng thế mạnh liên quan như quang điện tử, tiêu chuẩn và đo lường. Xem tất cả các thành phần của UAV từ đơn giản đến phức tạp là công nghệ lõi, tổ chức các nhóm nghiên cứu và đảm bảo độ tin cậy, đưa sản phẩm thử nghiệm tại đơn vị, đánh giá khả năng vận hành, từ đó cải tiến điều chỉnh phù hợp với đặc điểm tác chiến của quân đội. Hiện tại, VHT đang hợp tác với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và chế tạo khối chỉ thị để thử nghiệm đầy đủ chu trình hoạt động của UAV cảm tử. Trong năm 2023, UAV sẽ được thực hiện song song các giải pháp nhằm chế tạo khối chiến đấu cho UAV cảm tử trong nước và hợp tác cùng các đối tác từ Pháp, Ấn Độ về khối chiến đấu cho UAV. Có thể thấy, Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm công nghệ quân sự và dân sự made in Việt Nam, làm chủ nhiều công nghệ lõi quan trọng, sở hữu nhiều bằng sáng chế ở cả những thị trường khó tính nhất.
Có thể thấy trong tương lai không xa, Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những hệ thống UAV nội địa do chính chúng ta sản xuất. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh Kiến Thức. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!